You know, the music, to transmit the music, we have to believe in it. It is really an experience to come to a country where you don't speak the language. They don't speak my language, I don't speak their language, but first of all, we speak music. Trước kia chúng tôi rất là khó khăn, chơi phải chơi những nhạc cụ rất là tồi. Sống được với cái nghề của mình thì bằng cái đồng lương mình thu nhập bằng cái nghề của mình thì khó. Còn ở Việt Nam thì thực tế âm nhạc giao hưởng tính vào bắt đầu mới khoảng 50 năm trở lại đây, và nó đặc biệt phát triển mạnh trong khoảng 10 năm gần đây. Thành ra nó đặt ra rất nhiều những cái đòi hỏi để mà theo kịp với cái phát triển chung của các nước trên thế giới. Thực ra trong tương lai thì bọn em rất muốn học những cái đàn violin hoặc là violin, nhưng thực sự bọn em chưa được học. Thế con có biết là bạn Giang là chơi đàn violin không? Em biết. Chị có lo về chuyện đó không, nếu mà sau này bé chọn về cái con đường đó? Anh thấy cháu lắc đầu. Càng có nhiều càng tốt, bởi vì nó là cái giao lưu văn hóa, và đã là văn hóa thì nó không có biên giới. Và chúng tôi cũng đã được có lần được tiếp một cái đoàn nghệ sĩ của Na Uy sang biểu diễn giao lưu với nhạc viện, và đây là cơ hội tuyệt vời để một dàn nhạc chỉ bao gồm gần 50 nhạc công cùng biểu diễn.